Tiến vào đi tù, Diệp Thông mắc kẹt ở phàm nhân giới từ năm 590. Cho dù là như vậy thì Huyết Linh lão tổ cũng suy chết chắc. Diệp Thần của 3 năm trước thì đã ở trước mặt mấy chục vạn tu sĩ của Thủy Huyết Điện mà cường chớ giết Huyết Tổ, mà hiện nay giết chết Huyết Linh lão tổ chẳng phải là chuyện đơn giản hay sao? Thiếu chủ, chúng ta có phải nên là chuẩn bị khai chiến rồi không? Lời huyết tộc phá vỡ công bằng trước, cho dù là chúng ta ra tay thì cũng không đuôi lý. Với chiến lược của Diệp Thần thì có thể giết chết Huyết Linh lão tổ từ lâu rồi, còn gì phải cố tình đuổi theo hắn một đoạn đường xa tới như thế để mà hắn chạy vào trong đại quận huyết tộc chứ? Trong này đương nhiên là có lý do của hắn. Xin thứ cho mạc tướng ngu dốt, hắn sớm đã biết đại quận huyết tộc sẽ tới giết, mà hắn lại vừa hay còn một trận chém giết đã hoàn thành lột xác, còn có đá mài đào nữa, tốt hơn hết là đại quân huyết tộc nữa. Như vậy cũng quá mạo hiểm rồi. Đại quân huyết tộc thì có mấy chục vạn tu sĩ, mà nếu như không cẩn thận thì Diệp Thần sẽ hy chôn thay ở trong đó. Vậy nên hắn mới là Diệp Thần độc nhất vô nhị. Chuyện mà 3 năm trước hắn có thể làm được thì 3 năm sau đương nhiên là có thể. Con đường vương giả mà hắn đi thì cố hoàng của đại sở có ai mà không phải là người dám lên núi sát biển máu mà giết ra chứ? Nhắm chuẩn Diệp Thần, triệt độ giết hắn, xúc địa thành thú. Hắn đã mở huyết cớ giới hạn, ngay cả xúc địa thành thúng thì cũng theo đó mà tăng lên. Di Thần, chàng rốt cuộc là muốn giết bao nhiêu người để chôn cùng nàng ta? Nếu như có một ngày ta vì chàng mà chết thì chàng có thể điên cuồng tôi như thế vì ta không? Sự chém giết của chàng là vì đạo của chàng hay là vì tình của chàng? Đây là gần sát với bất tử bất diệt. Hắn đã làm mọi chiến tích của sở Hải Thần Bình, đây là hậu xuyên cả ý. Càng người có phát hiện đã dị thần chiến đấu tới hay, tên này thì cũng chưa từng sử dụng lục đạo tiên luân nhãn lần nào hay không? Dẫu cuộc là cố tình không thử sử dụng, hay là trên người hắn đã không còn lục đạo tiên luân nhãn được rồi? Lẽ nào hắn có thể ra khỏi vùng vô vọng đại trạch đã phải trả giá bằng lục đạo tiên luân nhãn Nếu như con kiến phải chịu sự sắp xếp của thiên đạo, mất đi mọi thứ mình đồng ý, vậy thì ta chỉ có thể nghịch thiên mà đi, làm chủ vận mệnh. Cay đặc, hắn vậy mà lại khiêu khích ý chí con trời. Lẽ nào không phải thiên kiếp sao? Nếu như thật sự là thiên kiếp thì bây giờ chúng ta nên chạy trốn rồi. Nói không chừng thì đại quần của chư vương ẩn ở trong chỗ tối sẽ cho rằng Diệp Thần của ý lừa nhiều người tới đây là muốn cho mọi người cùng chết. Nhưng mà bây giờ lôi kiếp này chỉ nhắm vào một mình Diệp Thần, chẳng qua con chỉ có vậy. Tới đây đi. Hắn vậy mà còn dám khiêu khích thiên đạo. Tụi con mối danh là Diệp Thần. Người sợ ta? Chỉ chút nữa thì quên mất, còn chưa tiễn người xuống địa ngục. Không, không. Dạ. Cảm ơn ta đi. Một đau đột màn cho người chết một cách dứt khoát. Nếu như mà thì điện và cách đại thế già của bác sở đã tới hết rồi, vậy thì đừng có đi nữa. 3 ngày 3 đêm sau, Huy Nhi, sắc tóc của nàng lại biến thành màu trắng rồi. Diệp Thần, cho nó mệt rồi, cố gắng nghỉ ngơi đi.
Cho dù tóc của nàng biến thành màu trắng, trái tim dành cho nàng thì cũng không thay đổi. Thị Huyết Điện. Diệp Thần. Đêm khuya, gần nghìn năm rồi, lão phù vẫn là lần đầu tiên thấy Bắc Sở bình yên như thế. Dù sao thì Diệp Thần chỉ tiêu diệt Huyết Linh Thi Gia, thì Huyết Điện và các đại thi gia Bắc Sở huyết tộc chịu tổn thương rất nghiêm trọng. Trong thời gian ngắn thì chắc chắn không thể gây ra sóng gió gì. Các người nói xem, nếu như đêm nay điều động đại quân của Thiên Đình giết vào Bắc Sở, thì có phải là trực tiếp nắm ở trong tay Bắc Sở hay không? Tuy bộ họ lùi bại nhưng mà nội tình vẫn còn, mà chiến lược tổng thể thì vẫn có thể mạnh hơn Thiên Đình. Nếu như mà chúng ta ép quá càng thì chó cũng rất giàu đấy. Lời này rất đúng mà. Không vội, để có thể có gì thần khỏe lại rồi lại tin tí. Doanh trại tạm thời. Di thần. Di thần, chàng cuối cùng cũng đã tính lại rồi. Vì nhị, tóc cô nàng bạc hết rồi. Chàng không phải cũng vậy ư? Tóc cũng bạc hết rồi. Tóc của ta biến thành màu trắng rồi sao? Là vì nhiều duyên mà biến thành màu trắng sao? Chúng ta cũng coi như là đều tóc trắng rồi nhỉ? Huy Nhi, đừng rời xa ta nữa. Đại diện của Thiên Huyền Môn. Tại sao Diệp Thần lại có mối tại sao Sở Huyền lại muốn tới cấm địa của đại sở? Hắn nên có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nàng ta chứ nhỉ? Thiệt là, hoàng đế còn chưa vội mà thái giám đã vội rồi. Vì thần không hỏi, không đại biểu là hắn không muốn hỏi. Hắn chỉ là không dám dễ dàng vạch trần bí mật trên người của Sở Huyền. Huống chi, cho dù là hắn hỏi thì cũng vội. Sở Huyền các bạn sẽ không nhớ những chuyện đó. Cái gì? Ngươi cho rằng Sở Huyền thật sự không biết những chuyện xảy ra ở Nam Sở? Không, nàng ta biết hết, nhưng mà nàng ta không quay về được. Triều Tiền Kiếm không chỉ là khống chế nàng ta, còn xóa đi một phần ký ức của nàng ta sao? Không sai. Còn ai biết là vì đã báo về Diệp Thần, nàng ta và Triều Tiền Kiếm đã đánh nhau khó khăn tới mức nào? Chính là vì cái sự kiềm chế của nàng ta, hiện nay Diệp Thần mới có thể sống khỏe mạnh. Thánh chủ, ta không hiểu tại sao Triều Tiền Kiếm nhất định là phải giết chết Diệp Thần. Ta cũng không hiểu, mà đất này ẩn giấu quá nhiều bí mật, mà nghĩ cả ta cũng không thể nào hiểu hết. Sáng sớm. Đó là Lê Diệp Thần. Không ấy rồi, Diệp Thần lại tới rồi. Màu chống gia cố kết giới. Đại điện Thị Huyết Điện, người còn đợi cái gì nữa? Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Mấy triều tù sĩ đều bị hắn giết sạch, xuất binh lần nữa thì cũng kết quả như thế. Mấy triệu người không được thì mỗi triệu người không được thì khoảng 20 triệu người. Người nói thì dở lắm. Tuy Bắc Sở có nhiều tu sĩ như thế, nhưng mà bọn họ chịu nghe hiệu lệnh của tài không? Nói tới cùng thì ngươi sợ rồi. Người không phải cũng thế sao? Thấy vì ở chỗ tài lãng phí nước bọt, không bằng thì tới Mâu Vực và U Minh Địa phủ một chuyến đi. Muốn tiêu diệt gì thật, chỉ có thể nhờ chiến lược của các vương. Ngươi nghĩ hậu vệ của hoàng giả là đồ trang trí ư? Không có đại quần của các vương tòa trấn thì chúng ta làm gì có cái gì để đấu với Diệp Thần? Bảo Diệp Thần đã rời khỏi Bác Sở, đi tới Phạm Nhân Giới rồi. Cái gì? Hoàng cung của các nước Nam Triều, mộ của ái nữ Liễu Như Yên. Về già cho tới rồi. Thương Tiên, ngài tới rồi. Là ta tới thăm quỷ. Hoàng cung nước Nam Triều. Thương Tiên, chiếc đàn này ngài mang theo đi. Xin lỗi, 3 năm trước ngài có cùng bé một mạng,
3 năm sau, con bé trả lại ngài một mạng. Đây có lẽ là nhân quả trong lời của tiền nhân. Là tên nợ quấy. Huy Nhi, chúng ta đi thôi. Được. Vân Nhược Cốc, chàng vậy mà từng tới đây. Nếu mà nàng đã chọn tới thì ta cũng muốn tới. Khi chàng về Nam Sở thì ta đã ở đây. Chàng trách nàng không biết chuyện xảy ra ở Nam Sở. Ta tướng chàng sẽ chuyện thế thành người phạm nên đợi ở đây 3 năm. Không ngờ sau khi ta rời đi thì chàng lại tới đây. Có điều ông trời vẫn nhân từ một lần, chúng ta không có bỏ lỡ nhau. Huy Nhi, 3 năm nay lý nào nàng chưa từng bước ra khỏi Vân Nhược Cốc ư? Cũng chưa từng tới cấm địa của đại sở sao? Cấm địa của đại sở ư? Chàng nói cái gì? Ta đương nhiên là chưa từng tới cấm địa của đại sở. Vậy chắc là ta đã nhầm lẫn. Huy Nhi, xem ra nàng không nhớ tới gì, chỉ mình từng tới cấm địa của đại sở. Ta vẫn là diệp thần của nàng, nàng vẫn là sở huyện của ta sao? Trong thức hải của diệp thần, vượt qua cánh cửa đó là có thể bước vào thiên cảnh. Huy, có thể cản ta một lần, có thể cản ta được 2 lần sao? Sẽ có một ngày ta vượt qua cánh cửa này, giết tới cổ tiêu xé cái bộ mặt đạo đó, màu đó của ngươi. Không đúng, vượt qua cánh cửa này vẫn không phải là thiên cảnh. Chưởng thiên cảnh cái 9 tầng, mình đã là chưởng thiên cảnh đỉnh phòng, tại sao còn phải vượt qua 2 cảnh cánh cửa tiến dài nữa thì mới có thể đạt tới thiên cảnh? Lý nào đây là sự giam cầm mà ông trời thiết lập cho mình ư? Chỗ ra vào của Vân Nhược Cốc này, lục đạo tiên luân nhãn, lục đạo tiên luân nhãn của người từ đâu mà ra? Người này chắc không phải là thánh chủ đời thứ 97 của Viêm Hoàng ông tròn chưa? Vạn bối là thánh chủ đời thứ 99 của Viêm Hoàng. Di thần, xin nói tiền bối là thánh chủ đời thứ 97 của Viêm Hoàng ông tròn sao? Nếu như tiên luân nhãn của mình vẫn còn thì đương nhiên có thể nhìn xuyên qua mặt nạ và thấy được diện mạo thật quản. Nhưng mà bây giờ e rằng chỉ khi tháo mặt nạ trên mặt của hắn ra thì mới có thể biết được. Vạn bối thất lễ rồi. Hả? Vậy mà lại có thể huyền hóa cơ thể? Trên đời này thế mà lại còn thần thông nghịch thiên như thế này? Sao hắn đột nhiên đi về mình đó? Lẽ nào có ai đó đang thu hút hắn ư? Lẽ nào là Tiểu Nhược Hy sao? Tiền bối, với tư vi và thân phận của ngài, ra tay với một cô bé người phàm không sợ bị ghét, người khác chớ cười sao? Ngài cho rằng chỉ có ngài mới biết bí thuật thần thuật sao? Thần thuật? Xem ra chỉ có thực kích hoạt ma đạo và kiếp phong thần. Ngài cho rằng ta không biết dùng trận Bồ Tát, Bồ Bát quái giống như là ngăn chặn sự trút buộc điệu.
Dạ. Máu chảy từ trong cơ thể của Hồng Trần, vậy mà lại giống hệt với máu chảy ở trong trạng thái gần như bất tử bất diệt của mình trước đó. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngài lại gần bọn họ. Thái Hư Lồng Cấm. Chết tiệt, tại sao lại không tiến vào được trạng thái đó? Cứ tiếp tục như vậy thì mình căn bản không có lực đuối, lực lượng để đối kháng với Hồng Trần. Nếu đã như thế, vậy thì đánh đi. Hàng Long Bát Hoàng. Bát Hoàng chấm. Vạn kiếm triều tông mưa. Lẽ nào Hồng Trần chính là người thông hiểu vạn kiếm triều tông mà tinh thần đạo thần từng thấy ở Bắc Sự? Thiên Cường kiếm trận. Đây chính là cảm giác sắp chết được. Ơ? Tất cả vừa nãy xảy ra rồi đều là huyễn thuật. Chẳng trách đồng tình lớn như thế mà cũng không kinh động tới Huyền Nhi. Huyễn thuật thật là bá đạo. Đây chính là tiền luân thiên hủy sao? Dừng lại. Đại điện của Thiên Hiền Môn. Hả? À, kết thúc như vậy sao? Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Bọn họ dùng ý niệm chiến đấu mà tru tiên kiếm đối với chiến lục đạo tiền luân nhãn, thì ở dưới ý niệm thì nhất định là một trận chiến động trời. À, như vậy à, như thế này có tính lại thắng, đương nhiên là bất phân thắng bại rồi. Hồng Trần này và Diệp Thần rốt cuộc là có quan hệ gì? Hình như là cũng có huyết mạch vi phạm. Ngay cả ta cũng không nhìn ra Hồng Trần rốt cuộc là có huyết mạch gì, vậy mà lại có thể duy trì mãi ở trong trạng thái cơ giới hạn. Có điều tuy lân nhà của hắn thì chắc chắn là cũng tới từ Khương Thái Hư. Cái gì? Vân Nhược Cốc. Đợi tới khi thiền mà sùng thất sát, chính là lúc chư thiền đánh trời. Giết nhiều khi. Hả? Dạ. Mẹ tính lại. Huy Nhi, thực lực của Hồng Trần quá mạnh, Huy Nhi ngay cả một chiều của hắn cũng chưa chắc có thể đợi được. Bây giờ hình như chắc là Hồng Trần vậy mà không ra tay với Huy Nhi. Đây cái ca, mẹ sao rồi? Yên tâm đi, nàng ấy không sao đâu. Đi rồi sao? Tiên Nhược Hy chỉ là một người phàm, tại sao Hồng Trần lại muốn giết cùng bé? Đi gì cơ? Ai đi ạ? Không có gì. Chào, ta lại ở đây. Có phải là chồng bé ta ra ngoài không? Này đưa cái đồ ăn cho người tốt, ta chính là chính nhân quân tử.
thật biết tranh thủ giác vàng lấy mặt mình. Còn tin thì nàng hỏi Nhật Hy đi, Nhật Hy có thể làm chứng thì ta. Còn không biết gì hết. Hả ngươi? Mẹ à, con đói rồi. Về mẹ dẫn con đi tìm đồ ăn ngon. Điều điều. Thật là nghịch nữ, nghịch nữ. Đi với nam, bất sợ. Thì từ đó cuối cùng cũng đã sắp quay về rồi. 3 năm rồi, đêm nào cũng mơ thấy hắn đánh ta. Lần nữa ta nhất định phải đá hắn từ mấy phát để trả thù. Mẹ để có thổ lộ như thế chứ. Đám sư tổ đã trở về từ lâu rồi, mà Di Thần và Sở Huyền, sư thúc ở bác sở lâu như thế rồi, rốt cuộc là đã làm cái gì? Ô cà cà, ta có chút hồi hộp quên nói xem. Bây giờ đã qua 3 năm rồi, sư phụ có còn nhớ ta không? Đương nhiên là sẽ nhớ tất cả chúng ta rồi. 3 năm rồi, người cuối cùng cũng sắp quay về. Tỷ tỷ, ta không phải đang nằm mơ đi chứ? Chứ dù là mơ thì đó cũng là một giấc mơ đẹp. Là nhị, mùi tóm chặt quá ta rất đau. Xin lỗi, ta kích động quá. Vô nhai, ta nghe nói dạo gần đây ngươi đi tìm được một món bảo bối, cho ta mượn nghịch vài hồn có được không? Ngươi có đại sợ đâu biết, ngươi luôn lượt mượn mà lại không trả, sao ta có thể cho ngươi mượn được bảo bối chưa? Bây giờ thiên đình thực sự là đồng sườn tái khởi. Nếu như mà không có gì thật thì thiên đình cũng sẽ không có nhiều người. Tại tới như thế, hắn chính là sự bàn ơn của ông trời dành cho chúng ta. Tới rồi. Sao lại là 3 người? Anh đù, mới còn mười mấy ngày thôi. Còn có 2 người bọn họ đã lớn như vậy rồi sao? Nhiều người quá. Đây là người tới đón chúng ta. Ở đám người này có đội hình lớn như thế này, ai mà không biết con tưởng là muốn đi công đánh bắt sở chứ? Xem ra chúng ta nghĩ nhiều rồi. Đại quân thiên đình chỉ là tới đón người thôi. Đừng có mà lơ là. Ai biết đây có phải là chiêu trò mà thiên đình cố tình diễn cho chúng ta xem hay không? Điệt, ta biết rồi. Thì tử, người cuối cùng cũng đã quay về rồi. Để chúc mừng thì bọn ta đã bị chuẩn bị tiệc 3 ngày 3 đêm cho người. Không xây không về. 3 ngày sau, ngọc nữ phòng của hàng Nhạc Tông. Như lúc ta vừa tới ngọc nữ phòng thì Nam Văn Linh Nhị không ít lần đánh ta. Bây giờ bọn ta đánh không lại chàng nữa. Tiểu tu sĩ năm xưa hiện nay đã là cường giả cái thế, sớm gì đã vượt qua 2 vị sư phụ của hắn rồi. Trải qua sinh ly từ biệt, ta mới hiểu được sự bình yên này tốt đẹp biết bao. Vậy nên đợi tới khi đại sở thống nhất thì chúng ta cùng nhau quy ẩn đi, giống như là những gì nàng nói năm đó, tìm một nơi thớ đạo ngồi viên trồng rau nuôi cá để không để ý sự tranh đấu trong thế gian nữa. Mặt trời mọc dậy làm việc, mặt trời lặn thì đi nghỉ ngơi, nắm chặt tay nhau bên nhau tới già. Ngày đó sẽ không quá xa. Sao vẫn chưa tới chứ? Tới rồi. Xin lỗi đã để cô đợi lâu. Cũng không đợi quá lâu. Sợ việc không thể chậm trễ, bây giờ chúng ta qua đó thôi. Hắn đã ngủ tròn 3 năm rồi. Không còn lo lắng. Nếu như còn chưa chết thì vậy vẫn còn cứu được.
Thần hải tình quang của tinh thần đạo thần còn sáng nhưng mà hoàn toàn yên tĩnh. Linh hồn của hắn rõ ràng là không bị thương, trên người cũng không có vết thương, sao tự dừng lại chim vào ngủ say? Tình trạng thế nào? Trường giáo của chính trường tông đã từng nói là bản tồn liên lụy từ hắn. Hắn là đạo thần của ta, ta đã có phụ nhật cũ, hắn vẫn có ngủ say, xem ra là vấn đề không nằm ở ta. Vậy vị phải làm sao bây giờ? Thái hư cổ lòng có từng tới xem chưa? Đương nhiên là từng tới xem rồi, nhưng mà ta cũng không tìm ra nguyên do. Cô gái, ngươi ra ngoài đó đi. Ừ, đi rồi. Hiện nay đạo thần của người đã rơi vào một ý cảnh kỳ diệu. Có cách gì khiến cho hắn tỉnh lại không? Ta vẫn đang tìm cách, nhưng mà bất luận như thế nào thì con cần sự giúp đỡ của người. Điều này ta đương nhiên là có chuẩn bị từ sớm, dù sao ta cũng là bản tồn của hắn. Vậy thì bây giờ nói về chút chủ đề cho ta hứng thú đi. Người rốt cuộc mà làm sao sống sót ra thoát khỏi vô vọng đại trạch vậy? Mất đi tiên lương nhạn chính là cái giá phải trả hay sao? Có thể nói như thế. Vậy tại sao người lại trở nên mơ mơ hồ hồ? Chuyện này ta cũng không quá rõ. Ta chỉ cảm thấy ý thức không ngừng quanh quẩn vào trong ảo ảnh và hiện thực, dẫn tới tâm trí của ta trở nên mơ mơ hồ hồ. Nói đi cũng phải nói lại, tiên hỏa và thiền loại của người đâu? Chúng hóa thành đạo thần thay ta truyền tin, nhưng mà cũng bị người khác giết, giống như là nhất khí tầm hỏa ở tâm thanh đạo thân rồi. Ngay cả hỗn độn thân đỉnh thì cũng bị tổn hại nặng, khí linh đã rơi vào ngũ sầy. Vậy người có biết lại làm không? Không biết, bọn họ đều bị mưu sát ở trong nháy mắt, ngay cả từ vàng cầu thông với bản tồn cũng không có. Cái gì? Cho dù là chư vương đời trước ra tay thì cũng khó có thể mưu sát được đạo thân của người trong nháy mắt. Lẽ nào thông vương thần truyền phường đã ra tay rồi sao? Không phải ông ấy đích tần là đích tử của Thiên Tán Hoàng, là đế phàm từng nói người giết đạo thần của ta là một nữ tử tóc trắng, tay cầm một thành thất thái thần kiếm. Nhân hoàng vẫn đang điều tra, nhưng mà tới nay thì không thể chắc chắn được lấy lịch thân phận của nàng ta. Theo như ta thấy thì thanh thất thái thần kiếm đó đã vượt qua phạm trù pháp khí thiên cảnh. Quả thực là như vậy. Người xem, nhưng với kiếm này là dấu tích do thanh thái thất kiếm đó để lại. Sao có thể chứ? Hỗn độn thần đỉnh này được đúc từ sườn của Đại La Kim Tiên, phàm binh căn bản là không thể nào gây tổn thương đối với nó được. Lý nào là cực đạo đế bình ư? Không, không lẽ là trù tiên kiếm sao? Trù tiên kiếm không phải là cực đạo đế bình, nhưng cũng không thua kém gì. Từ thời kỳ Hồng Hoàng thì nó đã tồn tại, khi chưa thiền thần mà đại chiến, nó còn từng chém gãy một thành cực đạo đế bình. Cái gì? Vậy mà ngay cả cực đạo đế bình cũng có thể chém gãy được? Như thế cũng quá nghịch thiên rồi. Có một điểm ta nghĩ không thông, tại sao người đó lại muốn giết đạo thân của ta? Sợ thật thì có thù oán sâu như vậy với ta thì sao ta không tìm, không tới tìm ta? Người chưa từng hóa ra đạo thần đổi à? Nhưng ta có nghĩ tới, nhưng mà từ sau khi đạo thần của ta bị giết thì ta không tạo hóa ra đạo thần được nữa. Còn có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Sau khi ba đạo thần bị giết, đạo tắc của ta bị tổn thương, thần thông của tu sĩ đã bị phong ấn, mà trạng thái lúc đó của ta thì mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể dựa vào tiếng đàn của Liễu Như Huyền duy trì được tỉnh táo trong tình thế bất buộc bất lực thì mới phái Lý Tiêu truyền tin cho các người. Như gì? Không tốt, gây dậy chuyện buồn của hắn rồi. Người có muốn biết loại lực lượng gần như là bất tử bất diệt đó là cái gì không? Là cái gì? Là huyết kế giới hạn. Đó là một loại trạng thái sau khi huyết mạch thần hòa cực hạn, cảnh giới chí cao của huyết mạch là một khi kích hoạt thì gần như bất tử bất diệt. Thì ra là như vậy. Người không còn có bản nguyên của thánh thể hoang cổ, nhưng cũng không có thần
tàng của thánh thợ hoàng cổ, nhưng mà vẫn kích hoạt được thiết kế giới hạn. Đây là tiền lệ trước này chưa từng có, tôi không hổ là người. Thì tự, sau trận chiến đó thì ta cũng không thể kích hoạt được nữa. Đừng lời như thế mệt chết ta rồi. Huyết cớ giới hạn rất ảo diệu, có thể kích hoạt được lần thứ nhất thì không đại biểu có thể kích hoạt được lần thứ hai. Bất cứ lúc nào thì huyết mạch nào đều có kích hoạt được huyết kế giới hạn, nhưng mà huyết mạch bình thường nhất thì định sẽ càng ngày càng khó khăn hơn. Hơn nữa thì huyết mạch giới hạn khác nhau, sau khi kích hoạt được huyết kế giới hạn thì lực lượng mạnh yếu cũng khác nhau. Nếu như mà đế hoàng thánh thể mạnh nhất ở trong thánh tử nhất mạch kích hoạt huyết kế giới hạn thì chỉ có thể dựa vào tu vi chuẩn đế 80% có thể giết được đại đế. Để ta đột phá thiên cảnh trước rồi nói tiếp. Nếu nói ra thì ta cũng đã nhìn thấy được thiền môn đột phá thiên cảnh rồi, nhưng mà thiền môn của ta khác với người khác, tổng cộng có 2 cánh cửa. Đó là do người sợ thánh thể hoàng cổ, huyết mạch duy nhất trong các huyết mạch có thể đấu với đại đế thì đương nhiên là khác với huyết mạch khác rồi. Thánh thợ hoàng cổ muốn từ chuẩn đế đỉnh phòng đột phá tới đại đế thì trong thời gian đó thì phải vượt qua 2 cánh cửa. Vượt qua cánh cửa thứ nhất để đạt tới chuẩn đế viên mãn thì thánh đệ đại thành, nhưng mà vượt qua cánh cửa thứ hai thì mới có thể trở thành đại đế. Nhưng mà bây giờ ta chỉ mới là chuẩn thiền đỉnh phòng, sao đột phá được thiên cảnh có 2 cánh cửa? Đó đương nhiên là do đại sở có lực lượng thần bí đã áp chế tu vi của tu sĩ. Tu sĩ vì cao, chỉ cao của đại sở là thiên cảnh thì tu vi chí cao của chư thiền vạn vật là đại đế. Vậy nên ở đại sở đột phá chuẩn thiên đỉnh phòng thì tới thiên cảnh giống như là chư thiền vạn vật đột phá từ chuẩn thiền đế đến phong tới đại đế. Vậy ta tới chư thiền vạn vật thì chẳng phải là tu vi chuẩn đế đỉnh phòng rồi sao? Người nghĩ cái gì vậy? Người tới tu thiên vạn vật vẫn là chuẩn thiền đỉnh phòng, đương nhiên là tu vi chí cao của chư thiên vạn vật là đại đế. Vậy ngươi đột phá thiên cảnh thì chỉ cần vượt qua một cánh cửa là được rồi. Thì ra là như vậy, một cánh cửa dừa ra thì cũng tương ứng với tu vi chí cao. Nếu như tu vi chí cao của đại sở là không minh cảnh, vậy thì ta đột phá không minh cảnh thì có thêm một cánh cửa so với người khác. Cuối cùng cũng nối thông rồi. Đúng rồi, lòng già ta còn một câu hỏi. Cái gì gọi là thiền mà xung tất sát? Khi ta rơi vào ngủ say thì câu đợi khi thiền mà thùng tất sát chính là lúc chư thiên ta đến trời, cứ vang vẳng ở trong đầu của ta. Huyệt cơ giới hạn đây là dấu hiệu người thiền. Tiểu tử này vậy mà lại có thể mơ thấy được thiền mà sùng kích thất sát. Đây lẽ nào là lời tiên tri hay sao? Lòng già, nó rốt cuộc là cái gì? Thiền mà sùng thất sát là một loại di tượng đại hùng, dự báo là hạn kiếp sắp tới, chư thiên vạn vật sẽ không ai tránh được, cả thiên địa đều sẽ rơi vào kỷ nguyên tầm tối. Gì thật, ngươi có chuyện gì đang giấu ta? Để rồi ta thừa nhận khi bị ép vào vô vọng đại trạch thì ta đã chủ động từ bỏ lục đạo tiên nhân cảnh. Hả? Ngươi điên rồi hả? Tại sao lại đưa ra quyết định tới như vậy? Nguyên do trong này ta xin thưa lỗi, ta không thể nói cho ngươi được. Để rồi, nếu ngươi đã không muốn nói thì ta đương nhiên là sẽ không hỏi nhiều. Có điều ngươi làm sao mà thoát ra khỏi vô vọng đại trạch? Vô vọng đại trạch có thể là không cần phục chế vật tư bên ngoài, hơn nữa thì không lúc nào đang không đang hóa giải trần nguyên tinh khí thì thậm chí là tuổi thọ. Muốn thoát ra thì chỉ có thể giết chết một bản sao của mình do nó phục chế ra. Thì ra là như vậy, thì ngươi làm sao mà giết chết được bản sao của ngươi? Tuy bọn ta sợ chiến lược như nhau, nhưng mà có một thứ ta có nhưng mà hắn không có. Tình, ta dùng tình để triệu hoán người ở trong ký ức hư ảo ra hiện thực. Tuy thực lực của người triệu hoán ra không bằng một phần vạn người thật, nhưng mà số lượng đồng đảo đủ để bù đắp với sự thiếu hụt ở trong lực lượng, khiến cho ta chiếm thế tường phòng trong một kích cuối cùng của trận chiến. Ta nghĩ chắc là ta biết tại sao ngươi trở nên mơ mơ hồ hồ rồi. Tình là vật hư ảo, dùng tình hóa người, kết nối với hư ảo với hiện thực, chạm tới cấm kỵ. Lời cực đại đế bên này là thần thông nghịch thiền, là lĩnh vực cấm kỵ mà đại đế cũng không dám dễ dàng chạm vào. Ngươi mơ mơ hồ hồ như thế là do thần trí và ký ức của người chịu phản phệ từ cấm kỵ trong sự đàn xen giữa hư ảo và hiện thực. Dấu hiệu này sẽ theo thời gian mà dẫn lộ rõ,
Không cẩn thận người sẽ mất đi trong luân hồi giữa hư ảo và hiện thực, biến thành một cái xa bi đi. Thì ra là như vậy. Peter, ngươi thật sự là vật mày vẫn thần. Có điều như thế thì cũng khó trách người lại nghe thấy câu nói đó. Ngươi có thể nhìn thấy ra tương lai trong luân hồi đàn xèn giữa hư ảo và hiện thực. Vì thật, ngươi tiếp theo tốt nhất là đừng có dễ dàng chạm vào lĩnh vực cấm kỳ nữa. Nếu không sẽ bị trời phạt, cho dù là bản thân người cũng không sợ. Vậy thì lẽ nào ngươi không sợ người thân bên cạnh của người mà bị trời phạt hay sao? Ta hiểu rồi.